Theo dự kiến năm học 2024-2025, học sinh cả nước sẽ tựu trường trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 8 và đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Tuy lịch tựu trường năm học 2024-2025 của 63 tỉnh thành vẫn chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức, nhưng căn cứ vào khung kế hoạch theo thời gian từng năm, lịch tựu trường thường sẽ diễn ra sớm nhất hơn 1-2 tuần so với ngày khai giảng chính thức. Học sinh lớp 1 có thể đi học trước 2 tuần so với ngày khai giảng 5 tháng 9. Các tỉnh thành gồm An Giang, Bình Định, Bình Phước, Bình Dương, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Tháp, Đồng Nai, Gia Lai, Hậu Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Giang, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Long An, Nghệ An, Nam Định, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Kon Tum, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thái Bình, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Tây Ninh, Trà Vinh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Vĩnh Long, Sơn La, Phú Yên, Phú Thọ, Yên Bái sẽ có lịch nhập học vào ngày 28 tháng 8, riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 21 tháng 8. Học sinh các tỉnh thành Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Đắk Lắk, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ nhập học vào ngày 29 tháng 8, lớp 1 tựu trường vào ngày 28 tháng 8. Đối với các trường tư thục, lịch học có thể bắt đầu sớm nhất từ ngày 8 tháng 8.